Đã tròn 10 năm kể từ thời điểm đoàn quân của huấn luyện viên Henrique Calisto lần đầu tiên vô địch AFF Cup là ký ức tự hào mang đến những khoảnh khắc huy hoàng và sống động trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Một thập kỷ trôi qua thì một lần nữa Việt Nam lại được sống trong một thời khắc huy hoàng ấy khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang tiến vào chung kết với phong độ cao và đầy thuyết phục. Chu kỳ 10 năm của bóng đá Việt Nam đang mở ra rất nhiều niềm hy vọng về một chức vô địch lần thứ hai của Việt Nam tại Đông Nam Á. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhận định và bình luận của báo điện tử Bóng Đá. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là vị khách mời quen thuộc nhà báo Chí Công. Xin chào nhà báo Chí Công. Xin chào biên tập viên Dương Hương. Xin chào khán giả của báo điện tử Bóng Đá. Thưa nhà báo Chí Công, vậy là chúng ta đã bước vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 và sẽ gặp đối thủ Malaysia. Trước trận đấu này thì đội tuyển Malaysia trong những ngày qua họ đã đang tích cực tập luyện để hướng tới trận chung kết. Bên cạnh đó thì huấn luyện viên cũng như là các cầu thủ cũng nghiên cứu rất là kỹ băng hình về đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu vừa qua. Và chia sẻ trước báo giới thì một hậu vệ của Malaysia là Nazirul Saim đã thừa nhận Malaysia có kế hoạch bắt chết Công Phượng và Anh Đức. Vậy thì trước cái tuyên bố này thì theo anh chúng ta sẽ đối phó như thế nào? Tôi cho rằng Malaysia nói như thế thì có lẽ là họ đã quá coi thường hàng công của tuyển Việt Nam rồi. Bởi vì thực ra Anh Đức và Công Phượng không phải là những quân bài quá quan trọng lắm trong đội hình của đội Việt Nam. Bởi vì hiện tại hàng công của Việt Nam có rất nhiều những phương án. Trong đó có chúng ta còn có cả Văn Toàn đang dự bị này, có Văn Quyết này, Đức Trinh đang dự bị, Tiến Linh nữa. Chưa kể đó là hai cầu thủ rất quan trọng chúng ta, tôi đặc biệt quan trọng đó là Văn Đức và Quang Hải, những cầu thủ có tiền rất tốt ở vòng bán kết. Đấy là những cầu thủ đặc biệt quan trọng của tuyển Việt Nam chứ không phải là Anh Đức hay là Công Phượng. Tôi cho rằng nếu như thế nên Malaysia mà nghiên cứu như vậy thì có nghĩa là họ đã tự bắn vào chân mình rồi. Thực ra là Công Phượng là một trong cầu thủ có duyên ghi bàn với Malaysia. Trong 3 năm gần đây thì anh ghi đến 5 bàn và kiến tạo 3 lần. Tuy nhiên Công Phượng như chúng ta thấy ở vòng bán kết, anh không phải là cầu thủ được đá chính ở cả hai trận, anh đều vào sân ở băng ghế dự bị. Và tôi phải thấy rằng rõ ràng Công Phượng ghi một bàn thắng rất là đẹp vào lưới Philippines, nhưng anh không phải là người quan trọng nhất. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng đó là Quang Hải, đó là Văn Đức và đó mới là hai cầu thủ đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Anh đánh giá như thế nào về dàn cầu thủ của Malaysia ở thời điểm hiện tại trong cái bối cảnh mà họ cũng đã mất một số trụ cột vì chấn thương? Họ sẽ mất Siami Safari, một cầu thủ rất tốt ở cái lần này. Anh ấy mới chỉ khoảng 21 tuổi thôi nhưng đã trụ cột ở bên cánh phải đội tuyển Malaysia rồi. Sự vắng mặt của Siami Safari rõ ràng sẽ khiến cho nên mà Tan Cheng Ho sẽ phải nghĩ phương án nó để thay thế. Nhưng như tôi được biết thì những cái phương án thay thế của Malaysia thì chưa nhiều kinh nghiệm và họ cũng đã chưa thể có những cái thi đấu liên tục ở FC Cup như là Siami Safari, thì rõ ràng cánh phải sẽ là cánh yếu của đội Malaysia. Ngoài ra hai trường hợp mà chúng ta được biết là có thể chấn thương. Tuy nhiên thì như tôi được biết thì những cái phương án thay thế của họ như Zakaria Ifanzakia đã vào sân ở trận bán kết lượt về Thái Lan rất là tốt. Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề của Malaysia chỉ nằm ở phía cánh phải mà thôi. Còn nói về đồng đội của Malaysia ở giải năm nay, tôi nghĩ rằng họ có sự kiện rất tốt của những cầu thủ trẻ và những cầu thủ đã ở cái độ cứng tuổi rồi. Talaha đang thiếu với chúng ta ở AFF Cup ở SEA Games 2019 và đến nay đã gần 9 năm rồi nhưng ta vẫn đang thi đấu, đó là lão tướng. Tuy nhiên xung quanh đó vẫn là những cầu thủ rất là còn trẻ và tôi cho rằng Nguyên Tachou đã thành công ở giải năm nay ở chỗ nào, đó là việc kết hợp giữa cầu thủ trẻ và những cầu thủ đã lão luyện. Tôi nhớ là cách đây trước giải đấu thì báo chí Malaysia tỏ ra rất là quan ngại về lực lượng của Malaysia khi giữa họ có khoảng trống rất là khoảng cách là lớn giữa lực lượng những cầu thủ đã già và những cầu thủ còn trẻ. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng Malaysia thì thế nào, họ rất đẹp, tấn công đẹp mắt và báo chí Malaysia thậm chí còn nói rằng đó là Malaysia Lona, tức là Barcelona giữa lòng Đông Nam Á. Và tôi cho rằng cách tấn công của Malaysia cũng là một cách tấn công mà chúng ta cần phải đề phòng. Họ pressing tầm cao rất là hay, họ phối hợp đập nhả rất là tốt và tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái mà Malaysia đã đem đến ở AFC Cup năm nay, một lối đá tấn công quyến rũ. Nhưng tôi để ý một tờ báo, New Straits Times thì có nói rằng là Malaysia và Việt Nam giống như hai thái cực, một thái cực của tấn công đẹp mắt và một thái cực của phòng ngự, có sự phòng ngự tính toán. Họ nói chúng ta phòng ngự tính toán, tôi đồng ý. Park Hang-seo mang đến AFC Cup không phải là một lối đá tấn công quá đẹp mắt cả, nhưng chúng ta đã thiếu rất hiệu quả. Và cũng điều rất là thú vị ở chỗ rằng là Malaysia tấn công thế thôi, nhưng họ chỉ ghi 9 bàn, còn Việt Nam phòng ngự thế thôi, nhưng Việt Nam ghi 12 bàn cơ. Và tôi cho rằng là bất kỳ quan điểm nào như thế nữa thì Malaysia với Việt Nam thì có những cái mà Việt Nam đang trên cơ Malaysia. Vâng, vậy thì theo anh thì anh dự đoán như thế nào về cái đội hình ra sân ở trận đấu này? Ra sân của vòng bán kết tôi hơi bất ngờ một chút khi có rất nhiều sự điều chỉnh. Công Phượng không đá chính mà thay đó Văn Đức, hay đó là những cầu thủ ở vị trí trung tâm. Park Hang-seo đã thay thế bằng cặp Hùng Dũng Đức Huy, sau đó sẽ là Đức Huy Xuân Trường. Nhưng tôi nghĩ rằng hiện tại chúng ta có một vấn đề, tôi dự đoán
Tôi nghĩ là bộ các cầu thủ hàng phòng ngự vẫn sẽ như thế thôi, vẫn sẽ là Văn Lâm ở khu vực cầu môn, hai cầu thủ cánh trái là Văn Hậu, cánh phải là Trọng Hoàng, bộ ba trung vệ vẫn sẽ là Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh. Ở tiền vệ trung tâm thì tôi nghĩ rằng sẽ là Đức Huy và Hùng Dũng, nếu như Hùng Dũng kịp thời bình phục chấn thương. Bộ ba tiền đạo tôi nghĩ là Văn Đức, Anh Đức và Quang Hải, Công Phượng sẽ phù hợp hơn ở vị trí dự bị. Trước thềm chung kết lượt đi AFF Cup gặp Malaysia thì đội tuyển Việt Nam đang sở hữu phong độ đối đầu tốt hơn khi giành 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Vậy thì ở trận đấu sắp tới thì anh sẽ kỳ vọng điều gì? Tôi nghĩ rằng là nếu xét về tổng quan của trận đấu đầu ở AFC Cup trong lịch sử thì Việt Nam đang hơn Malaysia. Đó là điều rõ ràng rồi. Cái thứ hai là thành tích bình dân gần đây thì là Việt Nam cũng đang hơn Malaysia. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý rằng Malaysia lại luôn thắng chúng ta ở những trận đấu rất quan trọng. Chúng ta để kể đến như là chung kết SEA Games 2009, một thế hệ vàng của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng chúng ta đã để thua Malaysia ở trận chung kết. Sau đó thì chúng ta lại thua Malaysia ở bán kết AFC Cup lượt về năm 2014. Rõ ràng đây là hai nỗi đau của đội tuyển Việt Nam khi mà đối đầu với Malaysia. Và chúng ta vẫn gọi là Malaysia là khắc tinh. Khắc tinh thì sao? Vì khắc tinh chính là việc chúng ta để thua họ ở những trận đấu quan trọng. Và điều đó tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu trên sân Bukit Jalil, nơi chứng kiến 8 vạn khán giả và đều là phần lớn là những khán giả Malaysia. Trong một cái nơi mà tiếng ồn rất là lớn như vậy thì việc liên hệ các cầu thủ với nhau trên sân cũng rất khó khăn rồi. Và tôi nghĩ rằng nếu như vượt qua khó khăn đấy thì Việt Nam mới có nghĩ đến cơ hội giành chiến thắng. Và tôi hướng đến một trận đấu hòa nhiều hơn là một trận đấu giành chiến thắng của Việt Nam. Bởi vì sao? Chúng ta cần hòa Malaysia và kết quả ghi bàn thắng trên sân đối phương là một lợi thế. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta hòa không bàn thắng, vì chúng ta đừng đi vào xe đổ Thái Lan. Rõ ràng Thái Lan đã nghĩ rằng họ đã có lợi thế khi hòa được Bukit Jalil trước Malaysia. Nhưng chúng ta nhìn thấy rằng khi lượt về chúng họ thua, họ hòa hai đều và bị loại. Và tôi hy vọng rằng Việt Nam có thể hòa, ok, nhưng chúng ta cần phải ghi bàn thắng vào lưới Malaysia. Đó là điều mục tiêu mà huấn luyện viên Park Hang Seo cần phải đặt hướng đến. Vậy thì anh dự đoán như thế nào về kết quả trận đấu này? Tôi cho rằng tỷ số sẽ là tuyệt vời nhất, chúng ta sẽ hòa hai đều. Tỷ số hai đều sẽ giúp chúng ta có lợi thế rất lớn khi về sân Mỹ Đình. Bởi vì sao? Khi đấy thì đội tuyển Malaysia buộc phải ghi hai bàn thắng hoặc thậm chí phải thắng mà Việt Nam, khi mà chúng ta sẽ trên cơ họ hơn. Và tôi mong tỷ số sẽ là hai đều và người ghi bàn sẽ là Quang Hải. Và tôi vẫn thích một cái tên dự bị vào sân, đó sẽ là Công Phượng, một người rất có duyên với Malaysia. Thưa quý vị và các bạn, một trận hòa trước Malaysia trên sân Bukit Jalil là dự đoán của nhà báo Chí Công trước trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 gặp Malaysia. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 19:45 ngày 11 tháng 12 trên sân vận động Bukit Jalil, Malaysia. Và Bóng Đá Plus sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này cũng như gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất xung quanh trận đấu. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Chí Công đã đến với chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo.